đẹp thật luôn á. Mày có, trời ơi, mình nhìn này không thể nào nữa nổi luôn, quá đẹp, trời ơi, đỉnh đỉnh. Đây souvenir AWP đúng không, factory đúng không, fake new này. Ở đây anh không biết giá này là đánh màu xanh như này là như nào cả. Ở đây phải thậm chí 12.999 này. Ủa anh gần nó xem money là uy tín nhất đấy, để xem money để được em chơi là uy tín, anh gắn thử vào 13.000 đô bao tiền ta, là bao tiền anh? 13.000 đô á, căng đấy. 13.000 đô, ví dụ 1.000 khoảng tầm 300 triệu. À quả ốp này hôm bữa anh thấy có hình như có thằng cầm hay sao. Cái nhẹ khổ đe hôm đầu tiên trên À rắn này. đe anh ơi, khổ lục cơ. Ủa, học ngồi được rồi chứ ấy. Ấy rồi, ôi siêu phẩm kìa. Ôi À u. khẩu này, Đẹp vãi. khẩu này giờ nhiêu nhỉ? Được lắm. Không biết xem mình sẽ mắc kịp. Hãy sao thử xem. Ủa 11 triệu mày. Đây 11 triệu. là 11 triệu là bú đấy anh ạ. Bú rồi đây anh fake fake new 17 cổ. Trời ơi. Có Vấn gì? đề là mở được không? Chơi vậy. Cái này không Đó. có này. Này không có này. Đấy chỉ bán trên chợ đen thôi người, nó không bán trên chợ Mắc Kỳ đâu. Mở đi. Yo. Xanh lẻ. Mà xanh rồi. Trắng rồi yêu người xanh. Khẩu này cũng đẹp phết đi à. Có sticker gold luôn nhỉ? Inspect anh. Wow. 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 Không, Bốn sticker này. cái chứ. Sticker 2023 cuối. Cũng có tí vàng cũng được rồi. Ừ mà Vừa đẹp năm lắm. sau nó là xịn hít đấy anh ạ. Ừ. Đẹp phết nhỉ. Ông anh ơi, cùi lắm anh ơi. Tiếp 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 anh ơi. Nào, moment of truth. Ui Tím đi tím 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 tím. Xanh này cũng được. Cũng đỡ hơn tí. Logo này. Cũng đẹp không? đâu vậy? Con này xài chảy nhiều quá, chảy nhiều quá. Anh muốn biết dày nhiều hay không, ấn được chữ Y ấy, nó sẽ có À. độ lốt ở đó. Sạn càng càng càng. Hai 100 hồ mở bao giờ xong? Yo. À, xanh le. Xanh le xong đấy. Anh bị anh tài Yo. thuốc là dở rồi. Ôi Anh gì giờ thêm tí nữa còn. mọi người ao dần đấy. Hồ Lê Bronzo. Lê Bronzo là em à? Kiện. Cũng được. À. Thế nào anh em hú hú lên bú 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 nhỉ? Rồi À. phần dài thôi. Chăm hòm cơ mà. Chăm hòm mà chẳng không được Ấy màu đỏ. kìa. Anh thích màu hồng này. Nó có xanh Ý lỡ đi. này là Philip này. Không Patton. phải áo, phải không sao đấy. Cái này là Lúc nghĩa là sao em? đấy anh nhìn thấy cái wear đấy, tinh của anh, quan trọng của đồng đấy luôn. Cái dòng cuối. Ừ. Cuối cùng đấy. Wearing red là sao? Độ nước của súng anh. Không phải 06 này như của anh là minimal wear đó. Ừ, nghĩa số nào số đẹp? Càng thấp càng tốt rồi nhỉ. Càng thấp càng tốt à? Ok. 71 thì là của FT đó, không phải đấy. FT là cái gì, Phil Tết cái gì ấy. Nhớ. Càng nhiều số không ở trước ở sau số phẩy càng tốt. Hoàn thành nha. Chỉ đơn chế đáp mà đâu thì chỉ tính phải là cây đẹp. Ui Double. xanh quá. Đấy, ê, bắt đầu xanh xanh này là đẹp rồi đấy, bắt đầu chuẩn bị ra tím này. Kìa. Hòm 7 ký 8 ấy, hòm 7 ký 8. Ok ha. Không có kia, hộp này không có kia. Đây có Ok kia. ha. Chứ lại không kia nữa. Ừ. Mới vậy. Hòm 7 thôi. Chỉ số may mắn của anh cao lắm, yên tâm. Mày đi chụp tội. Thế nãy giờ là tỷ lệ mình ra trắng hơi ít nha. Bây giờ còn có xanh.
Nhiều khi trắng còn đắt hơn xanh anh ạ. À. Lựa xong lọ men. Nào, vô. Chỉ xin khẩu ốp thôi, không cần xin gì cả. Không ra gì, sóc lọ. Cho anh tôi lục nhé. Ok, sao không thấy màu rồi? Rồi. Nó tím màu mè, tím hai hồng chục xanh phòng đấy anh vàng. ơi, Không đi qua cái gì á. không có một màu gì khác đi qua ngoài màu xanh, màu trắng. Lô hút đấy, trắng luôn. No hope. Wow, Gì lúc ấy có thấy màu tím rồi mà. Con trắng với xanh anh ạ. Nào. Kìa. À Ga bên lừa ấy, ga bên lừa ấy. nó bảo anh mở là tụi nó sẽ ký nhạc vào rồi còn. Một một hòm bao tiền anh? 75.000 thôi. Ui, bút vinh luôn. Mở bên hỏi trả lời cho bút. Đúng luôn. Càng lại ra. Vô nào, vô, vô, vô. Kìa. Ra cái gì cả. Yo. 100 lần quay lại đấy, ngồi mòn đít. Ở đây 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 đây. Nhìn ra phải này. Này sao ta? Tiếng đầu tiên 0.03 Minimoe. Có inspect lại con xe con súng đâu? Rồi. Trên đầu kia, trên đầu ấy. Trên đầu. Inspect anh đấy. Xe mắc kẹt đi. Sao luôn. Bao nhiêu? Cần là một dương ấy, 72.000 cần là 72 một nghìn. Đắt thì được 335 nghìn. Ôi bèo quá. Lộ. Anh mà không mở ra một cái đồ nào là lỗ mà. Ừ, cũng được này. Khẩu đẹp này. Ra tiền này ạ. Tím màu tím không phải một Thôi, chưa rồi. Chơi vài lớp cũng hết phê rồi đó. sao Không luôn đi anh. Chiêu chiêu chiêu. Ủa bên là tìm lịp mà chứ. em chưa được một khẩu một cái skin nào đấy anh Mày tài không có bị skin cho em biết đi Mày đéo có ai mất cái gì để tao thấy khủng em kìa. Nó đẹp quá. Tí nữa tao sẽ coi khoảng bao tiền nhé. khẩu nào này á Ông không ngủ không cái khẩu ấy speaker cái khẩu lúc nãy mình khen đẹp ấy cái khẩu này được mẹ ba tận 300 đồng lận Ông thì cái không. khẩu thứ tư kìa khẩu thứ tư vâng vâng Đây đấy đây đấy nó đấy con này chắc đắt hơn đắt thì được quay 2 lít. Uầy. quay thấp được quay thấp được lít 6 đấy à lít 4 đấy cao thì được ok hai hai ly rưỡi hai ly rưỡi Như em nhìn hỏi đẹp mà. ừ
liệu anh tôi có lãi được không? Mở ra cái hố và lãi. Hố và lãi nặng luôn á, lãi kinh khủng khiếp luôn á. 7 triệu rưỡi là bán như cái ốp ít nhất phải 10 20 triệu. Đâu có ốp đến 5.000 đô đấy em. Bao nhiêu anh? 5.000 đấy. Luôn đó hả? Ờ. Anh bảo 20 triệu là mới được 1.000 á, là cái đấy 100 triệu hả? À, 100 triệu đấy. Ừ. Wow. Đấy không phải gọi là bú nữa. Gọi là bú. Và tao nhiều thằng nghiện thế. Và tao nhiều người nghiện như thế. Đầu đầu thành công. Số 5.000 nghiện. Anh nhớ cả muốn ra. Đi được nữa chắc đường rồi đây anh. Hay thế nhỉ? Nửa đường à? Hay anh xem được, anh xem ở được bao nhiêu hòm rồi? Thôi đừng đếm em. Phải đếm. Một hòm này bao tiền nhỉ? 75.000. 75. Pado. Nào. Ờ, cái này có dao nhỉ? Không có dao nhỉ? Không anh. Sao thấy anh Độ mở nhiều màu xanh ấy, sáng nay có cả màu trắng ấy. Hôm nay là một hôm nay độ mở chưa? Ông Độ không mở hòm này, Độ mở hòm khác. Ông nó cũng bằng tiền như vậy nhưng mà hòm mà toàn màu xanh không mà. Xanh với đỏ với tím với lại vàng. Cái này có cả màu là đầu tiên thấy. Hình như súng cái này có sẵn cả sticker luôn kìa. Có mấy cây thì có sẵn cả sticker. Cái nào có sticker mà. À đúng rồi. Mấy cái súng này thì đỡ 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 phải mở hộp sticker gắn vô. Có sẵn sticker. Cũng là ốp đấy. Cũng là ốp. Chẳng ra cái tím thôi. Đây đây đây. Đây rồi. Đấy. Xanh. Đẹp chào. Oh. Đẹp thế. 2 lít. Đấy nè, sao có tím mới cạnh không ra. Ốp đấy, nhưng mà không cần phải là không ờ, phải ốp tí thả ra tím một nữa. Ra đỏ cũng đẹp. Ra đỏ nó lại lời quá anh. À, tím này. Ừ. Tím với xanh là đã ok rồi. À, tím này hồng hồng này này, xong đỏ này. Hồng đi. Nãy giờ còn chưa nhìn thấy màu hồng đâu nhá. Anh mở ra đồ xanh 2 lít rồi anh. Quay xanh kìa, trời ơi. Đấy nó không tới. Tụi mày phải thổi, thổi nó mới tới. Thổi. Để cho mượn cái quạt công nghiệp thổi cho mạnh này. Quạt công nghiệp ạ, à? Ok. Thổi thấy hồng nhá. Thổi chưa thấy hồng đâu. Nãy giờ chưa thấy hồng đâu luôn á. Thêm tí nữa em. Vẫn hơi nhẹ. Đấy anh. Ủa qua rồi, mất 2 lít rồi. Này là hơi mặn, này là hơi mặn. Hơi mặn này. Mày làm sao? Giảm bớt công suất nè. Mày nói thổi thôi mày, dùng quạt công nghiệp lên chứ mày vẫn. Giảm bớt một số. Giảm bớt một số à? Thôi giảm 2 số đi. Để số 1 thôi được rồi. Bùng nổ nè. À, cái này là phải lên số 3 mới chạy đến này. Đây, đây rồi, đây rồi. Bố.
bú 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 Ngon luôn, trời ơi, ngon. đỏ đây đúng không? Đỏ Đỏ đây đúng không? Anh để một chút, anh để một coi nhiêu tiền ra check liền anh. Ui rồi. Ui không phải không bốn. Chích ra. Trời ơi. Ui bú 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 bú. Chích ra anh ơi. Hơn 5.000 đô, hơn 5.000 đô đấy, phải lo thật. Ôi. Chích ra. Ôi kìa, mẹ ta 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 có bị mơ không? Này. Ôi ơi. Anh ơi. Trời ơi, tao không tin nổi luôn, thề. Trời ơi. Chẳng có mở trước hết không nữa. Bú, đây đây, chích giá, đây. Ui, quạt có quạt công nghiệp này. Đây đây, đúng không, quá uy tín này rồi. Con này tên gì, Con này là Desert anh ơi. Anh bảo quạt có quả quạt công nghiệp uy tín đấy. Hả? Desert Hydra. Con này tên là gì? Đây, AW Desert Hydra. À, A... Liu. À, gì? Đi dưới, dưới. Okay. Đây đúng không? Vâng. Let's go skin ấy dễ hơn. Cái này không có giá, cái này tính giá trên Maki đâu. Web này. Fake news này đây nè. 70 triệu. Ui trời ơi. Lại rồi. Đâu. Có trên đâu, có trên đâu. Đây được không? CSGO ấy. Đấy đúng rồi. Anh coi con của anh là Factory New hay là FD hay là gì nữa? Đúp, con này em đúp, con phải 4, em đúp rồi. Con này nè, con này là bao nhiêu nhỉ? Con phải 04, con nhầm em đúp anh ơi. Là ra ngoài ngó được anh, kéo lên ngó là nó hiện à. Đây đúng không? Factory New nè. Ờ, Factory New nè. Factory New luôn kìa. Oh my god. Chết giá luôn. Đúng không? Chết cho bấm nhớ khẩu súng, chết giá được luôn mà anh. Không, bấm khẩu súng. Con này phải check trên chợ đen chứ mắc kỳ làm gì. Check chợ đen thế này. Cái này đâu. Mà không check chợ đâu em ơi. Con này hiếm mà. Hiếm mà, trời ơi. Không ai bán con này chứ mắc kỳ cả. Không ai bán cơ mà. Hiếm gì có. Trời ơi. Không tin nổi luôn á. Oh my god. Đây này mình nhìn thấy không? Toàn 3 ngàn trở lên đúng không ha? 3 ngàn đô. Factory New này, 3 ngàn này. Ok kìa. Lại, đầu tư hiệu quả. Ok kìa. Tôi quả rồi, lãi ơi. Trời ơi. Oh my god. Bùng nổ. Ngắn với anh. Bùng nổ. Ơi dân Lộc anh ơi. Bùng nổ. Em vừa vô bật quạt công nghiệp phát. Bùng nổ. Trời ơi. Đô. Hề luôn á. 3.000 đô nhá. 3.000 đô là nhiêu tiền ta? Sao? Thấy chưa? Em đã bảo là phải bật quạt mà. Thề luôn á là tự nhiên anh nhìn anh thấy nó vào kêu ủa màu đỏ ủa hình như là nó ok này có sẵn cả không cái này mai mốt anh cạo mấy sticker quỷ bắp này đi anh quay mấy cái sticker xịn xong dán vào nữa nó nâng khẩu súng lên nữa đi xỉ con em đi tặng con em mấy khẩu USP đi đây quay nữa em còn quay nữa này quay hết lại ra hát nữa anh em mấy khẩu cùi nhá rồi bình tĩnh quay nữa không quay hết đã tính gì tính qua đây bùng nổ qua đây bùng nổ đây 40 hòm nữa kiểu gì cũng phải ra một cái đồ đó nữa 3.000 đô là như tiền Việt ta xin họ mỗi hề luôn 80 đấy quay nói chung là quay ra là cái đấy là như là Factory New là ngon nhất rồi ngon nhất luôn là 3.000 đô đấy kiếm nhẹ nhàng 70 củ ghét tối Nó chính xác hơn là 3.246,19 đô nhân 23 thì khoảng 70 củ không bỏ bảy triệu lãi 70 triệu ui x10 anh ơi đâu lãi 90% rồi lãi 90% cái này dụ Piro mua à hay dụ độ mua độ dụ anh độ mua được ai với anh độ là mua đấy anh độ mà anh bài lớp mà nói chuyện đến anh độ đó, cố này là 100 hòm á. Cảnh, độ hôm đó định độ hình như quả đấy là định mua rồi đúng không? Tí anh đồn hết anh ơi, tí anh đồn hết thì mổ anh kiệu phát. Ủa mà độ live stream chưa? Hôm nay nghỉ. À mai cà khịa chưa? Cảnh thật sự. 5 triệu, lại.
Ok à, tím, không tím, 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 tím. Yes. Cái gì anh ơi, tầm lại cái gì cũng được anh ơi, tầm lại cái cả trắng luôn được anh ơi. Bẹp, 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 anh bẹp. Ơi, anh. Đi. Nó không phải là 3.200 đâu. Là bao nhiêu? Có thằng offer 3.900 cơ. Ừ, hôm bữa có thằng 5.000 cơ. Nó offer chứ phải giá bán nha. Giá bán 5.000 đấy. Đây này. Nó là chợ đen đấy người, mình thuận mua vừa bán chứ không không có giá cố định đâu. Ừ thì đấy. Ôi anh ơi, 4.900. Thì 4.900 mà còn bú nặng mà bú dã bú. Ít nhất anh lại anh vài lớp phải lãi được 60 triệu. Ít nhất là lãi 60 triệu. Ừ. Chắc chắn không. Đây này, không là từ con này bao tiền vậy? Con này bao tiền? Ít là người con này rẻ, lãi suất có mấy trăm nghìn này rồi. Thêm cả đống rác nữa. Không, cái đống rác đấy tí mà lấy 72 ngàn. Chết, 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 chết. Sao màu tím lại có 72 ngàn? Nó không có người chơi anh, không có. Ít. Nó cung cầu ấy, người ta không có cung cầu cần khẩu đấy. À. Nó sẽ rẻ dần đi anh. Nhưng khẩu ốp này rất nhiều người sẽ thích đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Tại người ta chơi ốp nhiều đúng không? Đúng rồi. Ở kìa! Vào màu xanh cũng ra rồi. Ừ. Ai đây nhờ, bỏ 7 triệu rưỡi ra lãi 70 triệu đi. Bảo số anh may mà thề má không ngờ luôn. Có nên đi bán nhà rồi đi chơi đâu phải ai may mắn như anh đâu thề.